Hello, xin chào mọi người đã đến với buổi livestream của cô Trang. Wow, vào rất là nhanh đúng không? Chưa chị đã 1k6 lượt xem rồi. Và các bạn còn chần chờ gì nữa, không share đi. Share buổi livestream của cô Trang đi. Vì sao phải share buổi livestream của cô Trang? Thì khi mà share cái lượng view xem nhiều thì cô Trang sẽ giao lưu cùng mọi người sâu hơn và có khi còn chiều mọi người hơn đấy nhá. Hello Hoàng Sang Nguyễn, lớp em rất là nhiều. Chào Phạm Quang Luật. Gọi thêm bạn vào đây đi. Mọi người nhớ là một là share buổi live stream của Trang, hai là tắt thêm nhiều bạn vào đây. Nhiều bạn vào đây thì cô sẽ cảm thấy vui hơn. Khi mà cô vui hơn thì cô clip nó sẽ feel hơn rất là nhiều. Chào Văn Nhã. Cô đang bị sưng phổi đấy. Chào Nguyễn Hồng nha. Hello Ngọc Mai, hello em yêu. Chào Tài Quốc. Chào Đặng Thị Huyền Anh. Cảm ơn em rất là nhiều. Hello Minh Quang, chào con yêu của mẹ. Hôm nay con yêu của mẹ muốn mẹ giới thiệu cho chị nào? Muốn lái máy bay phải không? Đúng rồi, chào cô Tiên nhá. Hiếu Nguyễn chào em. Chào Chiến Mát Gia. Bạn Chiến Mát Gia này hình như follow cô Trang khá lâu rồi đúng không? Chào Lung Linh tình yêu. Giờ này là giờ cô Trang chuẩn bị lên lớp, lên nhóm kín. Clip ở trong nhóm kín, nhóm cosplay. Nhóm cosplay của cô Trang hình như hoạt động được gần 1 tháng rồi. Và đang diễn ra rất là suôn sẻ, vui vẻ. Vì vẫn chưa có một bạn nào nick video của cô ra ngoài. Đó là một cái điều đáng hoan nghênh. Rút kinh nghiệm từ cái nhóm cũ của cô Trang. Vì nếu mà những cái thành viên mà không ý thức nick video của cô Trang ra ngoài thì ảnh hưởng trực tiếp đến cô Trang và ảnh hưởng đến nhóm học. Và đương nhiên là những người khác trục lợi rồi. Trong khi đó là các bạn phải đóng tiền, các bạn phải donate cho cô Trang để được vào nhóm xem cô Trang clip, mà lại nick video ra ngoài cho những cái bạn mà không donate cho cô Trang được xem miễn phí thì là rất là bị mất công bằng đúng không? Chào Hiệp Lê. Chào Xuân Thành. Mọi người ơi, share đi, đừng quên nhé, xem cô Trang phải nhớ share nhé. Cô Trang chỉ yêu cầu là share thôi, xem public thì nhớ share nhé. Hộ nghèo thì mọi người lên xem free miễn phí ở ngoài trang public này của cô Trang nhá. Những bạn nào mà muốn xem cô Trang clip hàng ngày, cô Trang một tuần clip 3 buổi vào thứ 2, 4, 6. Bạn nào muốn theo dõi cô Trang và giao lưu cùng cô Trang sâu hơn, được nói chuyện cùng cô Trang và xem cô Trang clip đồ cosplay sexy quyến rũ nóng bỏng nhá, thì inbox cô Trang để được vào nhóm cosplay nhá. Và trong nhóm này thì sẽ là mức donate tùy tâm, nhưng mức donate của mỗi người sẽ phân chia vào các nhóm khác nhau nhá. Ví dụ như có người donate 200, có người donate 2 triệu, có người donate 5 triệu thì các nhóm sẽ vào các nhóm tương ứng như thế nhá. Thi Trang Trần bạn yêu. Lại hết tiền, ôi cái nick rất hay, chào em. Chúc em là luôn luôn có tiền nhé. Khải Trần, ok bạn yêu. Nguyễn Đức Hoàng, cô chào bé Tú Hoàng đi, chào bé Tú Hoàng. Những bạn nào mà hộ nghèo có ba bích thì cô cho đi trước, cô cho tiên phong đi trước ngay tức. Linh nhạc à? Hình như cái nhạc này là nhạc
con cô vật cho cô. Cô không biết là linh nhạc như nào, tí nữa cô sẽ, chút nữa cô xem thì cô sẽ gửi link cho em nhá. Mọi người ơi, nhớ share nào. Vì mọi người share thì cô Trang sẽ có rất là nhiều cái ưu ái cho mọi người. Ví dụ như là mọi người share thì cái lượng view, lượng mắt xem nhiều, cô Trang sẽ có hứng clip hơn, có hứng là làm theo yêu cầu của mọi người xem hơn. Vì thế là trong những buổi livestream của cô Trang là cô Trang chỉ yêu cầu mọi người là share, nếu không tiện share thì phải tag ít nhất 5 người bạn vô buổi clip của cô Trang nhé. Và như mọi khi vì hiện nay là cô Trang làm gần như là rất là hot ở trên cộng đồng mạng, nên có rất nhiều hàng chục, hàng mấy chục nick và những cái hội nhóm fake của cô Trang, fake lại cô Trang để lừa đảo. Lừa đảo, nói chung là lừa đảo rất là nhiều thứ không đáng tiếc. Thì bây giờ cô Trang sẽ phải thông báo là cô Trang đăng clip, đăng clip ở Facebook chính của Trang là có 237.000 lượt follow. Và đương nhiên là những cái hội fake của Trang ấy thì nó chỉ fake được mới được 2-3 tháng nay thôi, chứ nó chưa fake được tính bằng năm cả. Thế nên mọi người nhớ nhé, nếu Facebook thật của Trang thì cô Trang có cái chia sẻ, dòng chia sẻ thời gian từ Facebook cô từ 6-7 năm trước cơ, chứ đừng nói đến 1 năm. Đó là Facebook Facebook xịn này. Cô đăng clip mà ngày 28. Cô đăng clip vào ngày 28 tháng 12. Những bạn nào nếu đang xem cái clip này mà không phải đúng ngày 28 tháng 12 thì các bạn đang xem ở trang fake lừa đảo đấy nhé. Cô Trang phải luôn nhắc lại cái điều đó, để sau cái buổi clip ngày hôm nay thần nào cũng có rất là nhiều các cái Facebook và các nhóm giả mạo cô sẽ phát lại cái clip livestream của cô. Mọi người đã share chưa? Đã share chưa? Xong cô Trang sẽ nói tiếp cái thể lệ tiếp theo. Có những cái bạn mà donate 20.000, 50.000 thì đừng có donate nhá. Cô Trang nói trước rồi nhá, đừng có donate cho mất công nhá. Nhá. Cô Trang nói trước như thế để cho mọi người đỡ mất công. Những cái bạn nào mà donate 20.000, 50.000 đỡ mất công nhá. Cô Trang vừa thấy bạn nào donate 20.000 đấy. Thôi 20.000 đấy để đấy, để đấy mà ăn, để mà uống cho sướng. Ok chưa, mọi người share chưa, mọi người share chưa nào. Ở dưới á, đây là nhá, là như này. Mọi người muốn xem ở dưới, muốn xem ở dưới hôm nay cô Trang mặc gì thì mặc màu gì này, mặc quần như thế nào này, mặc lọt khe hay không thì mọi người phải vào nhóm kín, nhóm cosplay của cô Trang thì mới biết được là ở dưới cô Trang mặc gì nhé. Còn nếu mà xem public này thì là chỉ cho mọi người nhìn cái ở trên thôi, hai quả bưởi này thôi. Ok chưa? Còn những bạn nào mà muốn xem sâu hơn thì hãy inbox nhá, inbox để vào nhóm cosplay nhá, sẽ được bên cô Trang mà hỗ trợ để đưa cái nội dung để mọi người biết làm mắt để vào nhóm nhá. Mọi người ơi nhớ chú ý nhá, inbox cho cô Trang, đừng inbox là cô Trang ơi, cô Trang ơi. Những cái tin nhắn đó là bên cô Trang sẽ xóa sạch đi, không bao giờ read những cái tin nhắn đó. Vì một ngày hàng nghìn các tin nhắn của các bạn ấy nhắn cho cô Trang, lên những cái tin nhắn mà không có nội dung, chỉ có cô Trang ơi, cô Trang ơi, hay là em đẹp quá, anh muốn kết bạn với em ơi như thế này thế kia, thì sẽ không read những tin nhắn đó. Những tin nhắn đó hoàn toàn bị xóa, không mà read. Mà cô Trang chỉ read những cái tin nhắn, bên Trang chỉ read những cái tin nhắn em muốn vào nhóm cosplay, tôi muốn vào nhóm cosplay, tôi mua cái sản phẩm này, tôi mua sản phẩm kia đó, rõ rõ cụ thể như thế thì bên cô Trang sẽ, các bạn support sẽ read những cái tin nhắn như vậy nhá.
À, chào Long Tấn Hoàng, chuẩn bị vào nhóm đi em, cô chuẩn bị list đó. À còn những bạn nào mà hỏi thì 20.000, 50.000 cũng là tiền, đúng rồi, đều là tiền. Và cô không cần thiết nhận những cái mức donate như thế, những donate như thế các em có thể để lại mà ăn bát phở hoặc là uống cốc nước cũng được, không sao. Nhưng cô Trang sẽ không nhận những mức donate như thế, vì cô Trang đã xác định là sàng lọc thành viên. Thì những cái bạn nào mà yêu quý thật sự và nhiệt tình thì người ta sẽ có cái mức donate khác nhau. Vì thế là cô sàng lọc và cô không cần thiết những cái bạn donate như thế. Ok chưa? Nếu các bạn muốn donate như thế, các bạn hoặc yêu cố quý cô Trang, không muốn vào nhóm chính, không muốn bỏ phí để quà tặng ủng hộ cho cô Trang, thì mọi người vẫn có thể xem free ở trên Facebook cá nhân của cô Trang nhé. Dú to hơn, tâm hồn to và tròn nữa. À, bây giờ mọi người share cho cô đi. Nếu mà xem cô Trang free thì mọi người share nhiều, thì khi mà cái view mắt lên nhiều thì cô Trang sẽ có nghĩa là hứng thú lại clip ở trên Facebook public hơn. Vì dạo này ấy, Facebook nó bóc tương tác kinh khủng lắm, nên đâm ra cái tâm lý của cô Trang chán, không còn buồn clip nữa, vì nó bóc kinh khủng lên. Rất là mong mọi người khi mà cô Trang clip, mọi người share và mọi người tác nhiều bạn vào đây để cái mắt view xem nhiều ấy, thì cô Trang sẽ có động lực và có cảm xúc, có mốt tăng cái mốt đó để mà clip cho mọi người rất là vui vẻ. Buổi ngày hôm nay nữa là cô Trang clip là xong hết một cái khóa 3. Và sau khóa 3 đó là cô sẽ clip 2 buổi nhóm VIP. Sau 2 buổi nhóm VIP là sẽ bắt đầu vào cái khóa mới. Thì bây giờ là cô đang chiêu sinh, cô đang tuyển thành viên để vào khóa mới. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay mọi người quan tâm đến nhóm cosplay của cô Trang. Thực ra đây là cái giao lưu với cái mà cô Trang hóa thân thành những nhân vật cosplay ấy. Biểu diễn, với cả trong đó có tư vấn về sức khỏe, về chuyện tình dục của phái nam. Nên những bạn nào mà muốn vô đó giao lưu của cô Trang và ngắm cô Trang diện những cái đồ cosplay thì mọi người inbox nhá. Đương nhiên là cô clip trong đấy là cô sẽ diện những bộ đồ khác, và cái nội dung clip nó cũng sẽ khác hẳn ở ngoài public này rồi. Để dành cho những bạn nào mà quan tâm tại sao lại clip trong nhóm nó khác gì clip ở ngoài này, đương nhiên nó khác rất là nhiều rồi đúng không? Nguyễn Nhi chào em chia sẻ là chia sẻ để xem cái buổi clip trực tiếp ở ngoài này cho cô thôi, chứ còn vào trong nhóm là mọi người phải donate để cô mua ủng hộ cho cô mua trang phục và phí ủng hộ cho cô mua trang phục và những cái phụ kiện ấy để cô clip ở trong nhóm kín. Ủa sao cứ nghĩ là cô Trang dao kéo nhiều ấy? Thứ nhất là nhấn mí hả? Thứ hai là mũi tự nhiên này. Mũi tự nhiên nhé, nhé. Mũi tự nhiên nhé, ngực tự nhiên nhé. Nói chung là cô Trang làm này, nhấn mí này, làm răng này. Đó. Hồi trước cũng có tiêm môi và tiêm má, nhưng bây giờ tiêm tan hết cả má rồi. Tiêm má nó cứ phình ra. Đợt trước mọi người có nhìn thấy cái ảnh của Trang hồi trước, mặt nó tròn hơn rất là nhiều vì hồi đấy là tiêm filler. Còn mũi của cô là mũi tự nhiên này, mũi tự nhiên đấy. Ngực là ngực tự nhiên nhé. Trần Văn Tuấn cảm ơn bạn rất là nhiều. Mạnh Dung cho xin link nhạc, chút nữa mình sẽ up link nhạc lên đây nhá. Mọi người hỏi link nhạc rất là nhiều. Chắc là nhạc là hay thật sự đúng không? Thấy mọi người hỏi rất là nhiều.
xong buổi hôm nay là sang tuần sẽ là khóa mới nhá. Giữa tuần sẽ khóa mới. Bắt đầu từ hôm nay là các bạn quản trị viên support bên cô Trang là nhận những cái thành viên mà nhiệt tình inbox nhá. Chào anh Lê. Những cái đứa mà nó comment linh tinh ý, thì mình sẽ không bao giờ mình read những tin nhắn, những cái comment của những cái đứa đó. Vì mình read thì là mình đã tôn trọng nó nên mình read rồi, mình không thèm read mà mình chỉ im lặng mình block thôi. Ok, cô Trang chỉ lead với mọi người vì thời gian, thời lượng có hạn nên cô Trang hôm nay không clip được với mọi người lâu. Rất là hẹn mọi người ngày mai hoặc ngày kia, có thể là ngày mai hoặc ngày kia cô Trang sẽ clip giao lưu với mọi người một cái buổi rất là xõa, rất là lâu hơn, và có một cái nội dung rất là hay, rất là hấp dẫn đối với mọi người đó. Thì cô Trang trước buổi clip cô Trang sẽ thông báo trước cho mọi người để mọi người chuẩn bị tinh thần để share cái buổi clip của cô Trang nhá. Bây giờ cô Trang đến giờ rồi, cô Trang sẽ phải vào nhóm kín, nhóm cosplay của cô Trang để clip cho những thành viên thân yêu rất là nhiệt tình của cô Trang nhá. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào buổi clip ngày hôm sau. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nha. Bye bye. Share đi, share đi, share đi. Share nhiều vào, ngày mai cô Trang sẽ clip một buổi rất là xóa đấy. Những bạn nào donate rồi thì nhớ chụp pin lại gửi vào trong inbox cho cô Trang nhá. Nhớ ghi là cô Trang ơi em vào nhóm cosplay nhá. Nếu mà không ghi như thế là những cái bạn support và những cái bạn trợ lý cô Trang sẽ xóa hoàn toàn những cái tin nhắn đó đi đấy nhá. Bạn nào muốn biết ở dưới cô Trang mặc gì thì nhớ inbox để vào nhóm cosplay nha.